Chiều ngày 6 tháng 3 tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã họp để xem xét về công tác cán bộ. Tại cuộc họp, Bộ Chính trị quyết định đồng ý đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Thường trực Ban Bí thư khóa 13, thôi giữ chức Thường trực Ban Bí thư. Bộ Chính trị quyết định phân công đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, giữ chức Thường trực Ban Bí thư khóa 13, Trưởng ban Tổ chức Trung ương. Sau cuộc họp tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trao quyết định số 789 QĐNS trên TW ngày 6 tháng 3 năm 2023 của Bộ Chính trị, phân công đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, giữ chức Thường trực Ban Bí thư khóa 13, Trưởng ban Tổ chức Trung ương. Đồng chí Trương Thị Mai sinh ngày 23 tháng 1 năm 1958, vào Đảng ngày 11 tháng 10 năm 1985, quê quán xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, dân tộc Kinh, trình độ lý luận chính trị, cử nhân, trình độ chuyên môn, thạc sĩ hành chính công, cử nhân sử, cử nhân luật. Đồng chí Trương Thị Mai là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12-13, Bí thư Trung ương Đảng khóa 12-13 từ tháng 4 năm 2021, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 10-11-12-13, Trưởng ban Tổ chức Trung ương khóa 13 từ tháng 4 năm 2021, Phó trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực từ tháng 11 năm 2021, Trưởng ban Dân vận Trung ương khóa 12, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 12-13, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa 12-13, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa 10, 11, 12, 13, 14, 15. Chiều ngày 6 tháng 3, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng các cục nghiệp vụ Bộ Công an đã tiến hành kiểm tra nhiều chi nhánh hệ thống công ty cổ phần kinh doanh F88, gọi tắt công ty F88 ở các quận tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ghi nhận tại chi nhánh công ty F88 ở đường Lạc Long Quân, phường 9, quận Tân Bình, có nhiều công an bảo vệ dân phố túc trực. Quá trình kiểm tra, công an thu giữ nhiều tài liệu, hồ sơ và máy móc. Công an cũng đồng loạt khám xét chi nhánh hệ thống của công ty F88 ở quận 1, quận 12, quận Tân Phú, thành phố Thủ Đức trong chiều cùng ngày. Nguồn tin của phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng cho hay, công ty F88 và các chi nhánh hệ thống của công ty này chuyên cho vay tiền, có cả 100 nhân viên thu hồi nợ và trong thời gian qua đã đe dọa người vay, có dấu hiệu tội cưỡng đoạt tài sản. Trước đó, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, trong đợt cao điểm phòng ngừa đấu tranh với tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen, hội, họ, bưu, phường, thời gian qua đơn vị đã kiểm tra hành chính 7 chi nhánh cơ sở kinh doanh cầm đồ F88 trên địa bàn. Các điểm cầm đồ của F88 ở địa phương này lãi suất cầm cố và cho vay đều nằm trong hạn mức quy định. Nhưng khi làm thủ tục cho vay, những cơ sở này yêu cầu khách hàng nộp thêm hàng loạt khoản phí như thẩm định điều kiện cho vay 1,4% một tháng, quản lý tài sản cầm cố 2-3% một tháng nếu để tài sản tại nơi cầm cố, 5% một tháng đối với người có nhu cầu mượn lại tài sản, đăng ký dịch vụ bảo hiểm kèm theo. Công ty F88 được thành lập năm 2013, hoạt động chính ở mảng cho vay tiền cầm đồ. Hiện F88 là chuỗi cầm đồ cho vay tiền lớn nhất nước, với khoảng 800 cửa hàng và điểm bán hàng trên toàn quốc. Ngày 6 tháng 3, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, bệnh viện lại tiếp tục tiếp nhận thêm nhiều trường hợp phụ huynh bị lừa có con nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, cần chuyển tiền tạm ứng dù đã có cảnh báo. Theo đó, khoảng 9 giờ 40 phút cùng ngày, phòng bảo vệ Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận chị B, 37 tuổi, phụ huynh có con học tại trường trung học cơ sở Hoàng Diệu, quận 4, bị lừa gạt chuyển khoản gấp 20 triệu đồng với lý do con của chị này bị té chấn thương sọ não, đang cần tiền mổ gấp. Đến 10 giờ cùng ngày, phòng bảo vệ Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục tiếp nhận thêm 2 trường hợp là phụ huynh của học sinh trường học quốc tế Canada, quận 7 và trường Á Châu, quận 10 đến trình báo. Đối tượng yêu cầu mỗi phụ huynh chuyển khoản 200 triệu đồng, trong đó chị T, 42 tuổi, đã chuyển khoản 2 lần vào 2 số tài khoản lạ, tên Nguyễn Duy Thái và Thạch Vũ Hà, tổng cộng 200 triệu đồng. Và anh N, 44 tuổi, phụ huynh có con học trường học quốc tế Canada, cũng được đối tượng yêu cầu chuyển khoản, nhưng anh N đã không chuyển số tiền này mà trực tiếp đến bệnh viện xác thực lại thông tin. Thạc sĩ Lê Minh Hiển, trưởng phòng công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, đây là trường hợp giả mạo, phụ huynh cần chủ động liên hệ bệnh viện nếu gặp tình trạng tương tự để tránh bị kẻ xấu lợi dụng.
Ngày 6 tháng 3, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xét xử phúc thẩm bị cáo Tất Thành Cang, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh và 9 bị cáo khác về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí do có sai phạm trong chuyển nhượng khoảng 32 hectare đất tại xã Phước Kiển, dự án khu dân cư Phước Kiển, huyện Nhà Bè và một phần diện tích của dự án khu dân cư ven sông, phường Tân Phong, quận 7 cho công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai. Trong phần thủ tục phiên tòa, các luật sư bào chữa cho bị cáo Phan Thanh Tân, nguyên Phó Chánh Văn phòng Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh vắng mặt, bị cáo Tân cũng không chấp nhận luật sư chỉ định. Bên cạnh đó, nhiều người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có kháng cáo nhưng cũng vắng mặt. Sau khi hội ý, hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa, thời gian mở lại sẽ được công bố sau. Chiều ngày 6 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đoàn Thị Tê, 24 tuổi, giáo viên cơ sở mầm non Tư Thục Phù Đổng, tòa lạc đường Long Quang Ki, thành phố Rạch Giá, do đã có hành vi đánh bé TTM, 4 tuổi, đang gửi tại đây trong nhiều ngày liền. Trước đó, bé M học tại lớp Kitty, cơ sở mầm non Tư Thục Phù Đổng. Đầu năm nay, gia đình thấy bé có biểu hiện bất thường về sức khỏe và tâm lý nên tìm hiểu. Sau đó phát hiện trong nhiều ngày liền, bé M bị Tê bạo hành bằng nhiều cách khác nhau như dùng tay đánh, dùng muỗng ngoáy vào miệng, dùng tay véo tay, làm bé té ngã xuống nền gạch, vành tay bên trái của bé bị trầy xước chảy máu. Cán bộ điều tra công an thành phố Rạch Giá cho biết, Tê đang mang thai nên cơ quan điều tra chỉ khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Ngày 6 tháng 3, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Trà Vinh cho biết, đơn vị phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Duyên Hải, Ban Chỉ huy Quân sự xã Trường Long Hòa, tiến hành thu gom và xử lý an toàn một quả bom còn sót lại trong chiến tranh. Thiếu tá Bao Quốc Vệ, trợ lý công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Trà Vinh chia sẻ, quả bom có ký hiệu MK81, nặng trên 150kg, còn ngòi nổ, do người dân ấp Nhà Mát, xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải phát hiện trong quá trình đào đất xây dựng công trình. Qua quá trình khảo sát thực tế cho thấy, tuy quả bom bị vùi sâu trong lòng đất với thời gian dài, nhưng vẫn còn nguyên ngòi nổ rất nguy hiểm. Nếu có sự tác động trực tiếp bằng các biện pháp nghiệp vụ, quả bom đã được lực lượng công binh đưa về tập kết tại trường bắn huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh an toàn, chờ hủy nổ theo quy định.